Thưa quý vị, để bảo vệ cộng đồng trước đại dịch Covid-19, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế triển khai ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone trên smartphone. Ứng dụng Bluezone có khả năng cảnh báo sớm cho người dùng khi tiếp xúc với người có nguy cơ mắc COVID-19, qua đó phát hiện và khoanh vùng kịp thời, giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Điều này rất cần thiết khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhất là trên địa bàn tỉnh có 5 huyện, thị xã, thành phố ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu hết tính hữu dụng của Bluezone cũng như là cách cài đặt ứng dụng. Do đó những ngày qua, các chiến sĩ áo xanh tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã tỏa đi khắp nơi, đi từng ngõ gõ từng nhà để hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng ứng dụng này. Những ngày này, từ 8 giờ sáng đến 20 giờ tối, chị Thủy cùng với các đoàn viên thanh niên khác của thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc chia thành từng nhóm 3 người đến khắp nhà dân trên địa bàn thị trấn để tuyên truyền, hỗ trợ mọi người cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Tất cả đều thể hiện quyết tâm, 100% smartphone của người dân đều cài đặt ứng dụng này trong 10 ngày. Cái việc cài đặt Bluezone này cũng được tuyên truyền trên báo đài nhiều rồi, bà con cũng nhận biết rồi, nhưng mà một số người thì chưa biết cách cài như thế nào thôi. Nên mình mới đi hỗ trợ và tuyên truyền bà con cài. Nên em cảm thấy cái việc cài chỉ có một phần nhỏ khó khăn là có những người lớn tuổi người ta chưa có xem qua báo đài nhiều, người ta không biết. Theo như sự chỉ đạo của tỉnh đoàn thì sẽ chia làm 5 giai đoạn và tia theo từng cái bước cung bậc từ thấp cho đến cao để hoàn thiện trong vòng 5 tuần. Nhưng mà với phương châm thì trong dịch như trong giặc, thì huyện Xuyên Mộc tuổi trẻ Xuyên Mộc mới cái quyết tâm rằng là sẽ cố gắng làm sao và đẩy mình trong vòng 10 ngày hoàn thành cái chỉ tiêu này, để từ đó nó đảm bảo hơn cho cứ càng sớm thì sức khỏe người dân cũng như mà tình hình trong dịch bệnh thì nó sẽ tốt hơn. Qua tuyên truyền, nhiều người dân biết được tính hữu dụng cần thiết của Bluezone để góp phần bảo vệ mình và gia đình trong bối cảnh dịch Covid-19 ngày càng phức tạp trong cộng đồng. Thế nhưng do không phải ai cũng hiểu biết về công nghệ để tự cài đặt, do đó sự hỗ trợ của các tình nguyện viên ở thời điểm này được đánh giá cao. Trước khi mà đoàn thanh niên tới thì em có nghe đài thông báo, nhưng mà em vẫn chưa có cài. Giờ đoàn thanh niên cài thì em thấy yên tâm hơn, thì nó thông báo cho mình nhiều cái thông tin hơn. Với lại nó có quét những người F1, F0 ở xung quanh mình, với lại có thêm thấy mấy thông tin nữa, thông tin mới nhất, cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh. Vậy nó rất là tiện, ví dụ như bây giờ mình đi bưu điện hay đi đâu á, mình chỉ cần đưa cái mã này của mình ra là đã khai báo hết rồi, mình không phải khai báo lại từ đầu. Với mục tiêu đến hết ngày 31 tháng 7 có thêm 270.000 người dân Bà Rịa Vũng Tàu cài đặt Bluezone, nâng tỷ lệ người dân sử dụng smartphone cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone lên 47% theo chỉ đạo của tỉnh. Tỉnh đoàn đã thành lập 710 biệt đội phản ứng nhanh phòng chống Covid-19, phối hợp cùng địa phương và các tổ chức xã hội đi từng ngõ, gõ từng nhà để hỗ trợ cài đặt Bluezone tại 82 xã phường thị trấn. Cùng với việc hỗ trợ thông tin và cài đặt ứng dụng Bluezone, các biệt đội phản ứng nhanh cũng in mã QR dán tại các điểm công cộng và hướng dẫn người dân cách quét mã khai báo y tế. Đây được xem là giải pháp hữu hiệu nhằm giúp cho ngành chức năng quản lý, truy vết dịch bệnh, cảnh báo với người dân khi tiếp xúc với người nhiễm Covid-19, từ đó góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi dịch bệnh. Chúng tôi thì sẽ chia nhỏ ra tất cả các nhiệm vụ và đặt ra những cái mục tiêu cụ thể theo từng tuần, và chúng tôi xác định đợt ra quân cao điểm là trong tháng 7 và chúng tôi chia thành 5 tuần. Tuần thứ nhất, mỗi tuần như vậy thì chúng tôi đều có những cái chủ đề, chủ điểm khác nhau và có những cái giải pháp cụ thể hướng dẫn trực tiếp cho mỗi đoàn viên thanh niên. Mỗi ngày qua, hình ảnh màu áo xanh tình nguyện lan tỏa trên những con đường, góc phố, từ thôn quê cho đến thành phố trên địa bàn tỉnh, ra sức đồng lòng cùng cả nước, chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Càng phát huy vai trò tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Bà Rịa Vũng Tàu đối với quê hương, đất nước.